Mantai chọn khu vực này cầm bức xa áp phí vọt Campuchia hào cắt tà CDC bàn cú vấn chân ở khu vực này thu được cách Campuchia trong năm 2017 đại sạc cả riêng chóm đói và cầm bức xa áp phí vọt Campuchia nâng và xa mà cúm ốc nhà Campuchia. Thà Campuchia nâng miên cầm hôn và lất xâm bọ và con rợt dân thùm thúm và chùm đồn bí bằng thảm tiện nếp bế chạp chạp khẳng mục đề hơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi và hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi và hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi. Và sân và cầm hôn tăng phí này bất chỉ hai lịch chánh chỉ rụp riêng và mê nụ. Vì anh đang thông báo chùm nuôn và cầm hôn và lật xâm bọ con rợt dân nực nóng và tới Campuchia cả ơn đó trăm cầm hôn. Hãy tâm rửa dạ và cầm hôn tăng ngon đi. Campuchia rừng vâng thả ách sốp tiếng và dốt và cầm cho cao su đồng sốc và mán mà phây mơn tàu nữa đó và nực nóng của chân nằm. Tại gia nà cầm đáo cho bà rợt hôn mà tôi nằm phí này và miền cầm hôn và lật xâm bọ con rợt dân tại mùi bần nâu. Để bán vào một tính cho cao su bí cả sẽ có Campuchia. Cảm ơn bình thường và cảm ơn cho cao su đã nằm chỗ bí và tế chất kháng tử huynh tạo miễn mù là hai đồng quay tư bà. Hãy lời này, các bạn nghe sao bởi miễn digital khám bố nếu mít xung tâm ách lời riêng rào này đôi to thế này bạn. Nhi về tình cảm thủ lực cách Campuchia trong năm 2017, Adam chỉ vượt thi ở các lý khách cả rộng này cầm bực xa áp hiệp bọt Campuchia bàn cụ bình trẻ thá. Nên không phê chạp chạp khẳng mục này Campuchia nâng miên cầm hôn phở lứt xâm bọc con rợt dân chùm nuôn bì bình thảm tiết. Để thuốc ai chùm nuôn cầm hôn phở lứt xâm bọc con rợt dân ở Campuchia cao ơn đọt trăm cầm hôn. Bà chế bọn cầm hôn tiếng phí này cầm phung xoay rộng nâng cho cha tí tăng viên dục chùm bùi nâng đầm bọn xe tư cách bì xe nền đi. Tạm bởi dạc cầm hôn phá lứt xâm bọ con rạch dân tiếng phạm ní. Bọn trái chọn cấp phù rụp ní rụm phân thà vì nâng chùi sớp tiên cho cao su khăn sớp bàn dạng tích mà phây môn tàu nâng mùi chân nắm. Xâm ra bòm ra ôi phá lứt cầm đài nâng thuở ôi tiếp xa cho cao su Campuchia càng tài miên phiêu là ô bật xa mân thảm tiết. Campuchia bán nông chân cho cơ sưu từ căn tiếp sản ra chia tiền phá lâu ca nâng cao phá lâu ca bảo màn 20 môn tàu khăn mùi chân nắm. Nên bà tạm ca cụ bình chế ở bài đông chi vụ thị. Giang này cả đôi cầm hôn phá lực xâm bọc con rợt dân ở Campuchia mình sẽ bảo cho cơ sưu khăn nông sử dụng nụ tế. Chia sát đáy nè khăn nông châm nông cầm hôn tiền bay đã cầm phung thơ bảo bắt ca phá lực xâm bọc con rợt dân ở Campuchia. Miền cầm hôn tèm mùi bảo nông đã bảo mô tình cho cơ sưu khăn nông sử dụng bí kà sử có đôi mà tốt bên ý. Cầm hôn nông bàn bảo mô tình cho cơ sưu khăn nông sử dụng bàn bảo màn mùi mơn bún bọn tàu hời. Trong này, cầm hôn bí xanh tiết nóm chôl phá lợi tập hợp bẹc ảnh đá xâm rách xâm rạp bòm ra ai phá lợi tập cam phá lợi xâm bọc con rợt dân bí bà tê chất kháng. Đại bản trầy chọn cấp bố rô bọc CDC bí đâm lại thà phá lợi tập hợp tiền lúc ai pra vật thọ thiết đàm cho cầu xú đài Campuchia bà nằm chênh. Và tham khai án rồi bỏ đọng chi vật thi cả ta để thuộc ai cầm hôn phá lợi xâm bọc con rợt dân ở Campuchia bằng sâu pra cho cầu xú nô khổng sử dụng. Có đại xa Campuchia khá lợi tập hiếp khổng ca phá lợi tập hợp bẹc ảnh đá xâm rách. Đại bòm ra ai ca phá lợi xâm bọc con rợt dân bố tha đầm bây ai phá lợi xâm bọc con rợt dân mùi vì trời ca vật thọ thiết đàm bà màn mùi rôi múc ai nọ. Cả ta đi hỏi, đại bằng khám ôi, cầm hôn phá lực xâm bọc con rợt dân tiếng nốt từ nôm chôl, bà lợi tập hồ bẹc ảnh đá xâm rách, đại phá lực chênh bì chô cao su bì bà tê chết kháng đồ chí Thái nâng Việt Nam chết đám, đâm bây bòm ra ôi phá lực tập cam rô chả rô bọc phù kì. Tân tâm ní, ảnh lệ khai tài ca rôn rụp ní chùm rôn nhận lực tức chất ôi vinh dục cân chết nâng ổn trả chết vinh dục lợi ổ xa cam cường bằng cung xe xe xe. Đại bòm ra ôi rôn chả phá xâm bọc con rốt dân đại bác cho bọn ít dương miền bay hải mùi nơi bảo vất mùi nơi khai bạc xe nốt mùi tiết nơi cái trẻ hay chắc chắc khám mộng ít nâng miền bí cổ môn mò tiết đại cổng bông tệ thức ca cho chá nông ca chưa rước tí tăng nâng nông bần đá đảm bán xe tự kết bị xe mùi chùm nốn sở rốt pram cổ môn ít trong miền chùm nưa chưa chạy tha nâng cho rùm chùm này sốp dọc cao su Campuchia giảm tích có chùm nôn bảo mạng bí sáng tàu này nông mùi chân nằm đại bạc ra mạng sốp nông mùi chân nằm cao su cho cao su đại bà lất nâng nông bà rì chìa nà chạy Campuchia tu tàng bà tích bảo mạng chìa hà sập mơn tàu tàng phơi cá nâng cài phơi cá nông cá nòm chánh phơi cá 30,000 tấn, cái phơi cá, và mang chiên một 20,000 tấn. Nên chỉ tu lấy để trong 3 năm pi, sản phẩm cho cả cao su Campuchia chứ. Trong ban khách không phân phải làm bay thì phiết xả, chỉ môi nâng bần đá không hôn được ổn luôn. Làm bay thuê giang nà,
tinh cao su cho cao su bởi chiến nạ chạc nơi bởi chiến nạ chạc Campuchia đã bay dọc từ phần lực thì pro đã bay bằng phần lực bàn xâm bọ con rốt chôn muối cư dân trời ca khương bằng cùng nâng vật thổ thiết đám bằng màn chiến mở rồi mục nơi Campuchia dưỡng miền tay cao su thoa mà chết muối thì đã ai rôm chùm này nó không sai chùm bạc nơi ca phần lực xâm bọ con rốt chôn. ពេលពាន់នឹងស្ថានភាពវិនិយោគនៅកម្ពុជាអាដាមជីវិធីក៏សម្គាល់ឃើញថាបន្ទាប់បីវិបត្តិកូវីដ-19 និងភាពតានតឹងភូមិសាស្ត្រយោបាយសកលជាពិសេសបញ្ហាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានទាញទម្លាក់ការវិនិយោគនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងលើពិភពលោកក៏ដោយតែរំហោទុនវិនិយោគចូលមកកម្ពុជានៅស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយល្អប្រសើរដែលមានទំហំក្នុងរង្វង់ជិត 3.8 កំរងបើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនដែលមានចំនួន 111 កំរងតែយ៉ាងណាទំហំទុនវិនិយោគនៅឆមាសទី1ឆ្នាំនេះមានការធ្លាក់ចុះបន្តិចបើធៀបទៅនឹងទំហំវិនិយោគក្នុងឆមាសទី1កាលពីឆ្នាំ2023ដោយសារកំរងវិនិយោគនៅឆ្នាំ2023មិនសូវមានកំរងធំធំដោយកាលពីឆ្នាំមុន វិនិយោគិននៅក្នុងស្រុកបានឈរកំពូលតារាងដែលមានការវិនិយោគច្រើនជាងគេនៅកម្ពុជាបន្ទាប់មកវិនិយោគិនចិនដែលមានចំណែកប្រមាណជាជាង 42%